Này là ngày 20 tháng 6, ngày mà tiệm của Trung và Sen Đá khai trương á mọi người. Sẵn tiện rủ mấy anh chị bạn bè gần xa tới chơi luôn. Còn cái bánh với nước này mình Sen Đá chuẩn bị cho tất cả mọi người luôn. Nói chung lên cái video này cũng trễ, tại vì cũng mới mở bán nên xử lý tùm lum chuyện hết, nên mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ tới giờ mọi người cũng tới. Đây là anh Khanh, còn gương mặt này khỏi xa lạ luôn. Và Tiền Sa Bia, bé Trang với bé Phúc cũng lặn lội xa xôi tới chơi nữa nè. Còn đây là vợ chồng anh Ngọc Bảnh. Tiếp theo là cặp đôi đến từ Tiền Giang, Ché thích nấu ăn. Còn đây là Phúc Vinh làm logo cho mình và Sen Đá. Đây cũng là tất cả bạn bè thân thiết của mình và Sen Đá, chứ không có rủ ai xa lạ hết. Tính tới ngày hôm nay là tiệm của Trung và Sen Đá mở được đúng 1 tháng rồi. Mọi thứ đều suôn sẻ, rất là trộm vía luôn, mua bán thuận lợi, khách lai gai từ sáng tới chiều có hoài vậy đó. Có điều khó khăn mà mình muốn chia sẻ với mọi người nè, hai đứa mình thì cũng có bán ship đi đàng hoàng, nhưng có cái hạn chế, cái ni của nó đôi lúc sẽ không chính xác. Nói chung là đôi lúc thôi, 100 cái cũng có 1 cái bị à. Nói chung mọi người cứ hoàn về cho mình với Sen Đá, rồi hai đứa mình sẽ nhờ thợ chỉnh lại rồi gửi ngược lại cho mọi người, chứ không có gì hết. Rồi bây giờ mọi người cũng tới đầy đủ rồi, Đòn Lân giờ này cũng tới luôn. Mời mọi người dự khai trương online nghe. Vừa xong cái múa lân ha, tất cả mọi người quay vô trong lựa, mảnh ai nấy lựa. Bà Chỉ Tiện tôi bên lựa, bà mua quá trời. Rồi bé Hiền bé Trang cũng chốt 2-3 chiếc nhẫn. Còn tôi đang dụ anh Thiện Nhân múa còng, dụ hoài dụ không được, rồi thu hẹp lòng tham bán cho anh chiếc lắc. Rồi giờ tên Hải Di Lóc chồng Quyền Phi, anh là anh tính mua rồi đó, mà bà Quyền Phi bà không chịu. Rồi mấy anh mấy chị mấy bạn mấy bè cứ lựa chốt dùm em là được, còn nước nôi bánh trái để em lo. Xong xuôi chân cũng tới chiều chạng vạng, mình cũng chuẩn bị thêm một bữa tối thân mật dành cho các bạn của mình. Có cá tai tượng chiên xù, bò lúc lắc, cơm chiên, gỏi tép gông bang điên điển, rồi thêm gà bó xôi nữa, thêm cái lẩu cù lao chưa đem ra. Cảm ơn tất cả mọi người bạn bè gần xa tới chơi nha. Cảm ơn luôn tất cả lời chúc những khách hàng mà ủng hộ Trung và Sen Đá. Giờ tới tiết mục khui quà. Hôm qua là ngày khai trương Kim Phú của Trung và Sen Đá. Thì bữa nay quay lại nhìn thì rất là nhiều quà lại hoa luôn. Bây giờ mình sẽ khoe với mọi người coi có những cái gì nha. Đây là món quà đầu tiên. Đây là của chị Tiền Sa Bia nha mọi người. Cảm ơn chị đã đặng lội đường xa xôi tới chơi với hai đứa em, và tặng thêm giỏ quà trái cây rồi mua thêm bạc nữa. Đây là món quà của Bé Sau TV nha mọi người. Bé Sau TV hiện tại đi làm việc ở nước ngoài hay gì rồi mất tiêu rồi. Có gửi quà tặng, cảm ơn bé rất là nhiều nha. Hai con mèo rất là dễ thương. Đây, món quà xịn sò của anh Bụng Mỡ và chị Phương Oanh nha mọi người. Rồi, hai chồng lặn lội từ Sài Gòn xuống đây tặng cái con bé mèo may mắn lấy vía. Rồi, cảm ơn hai chồng nhiều nha. Món quà tiếp theo hơi bự người ơi. Wow, mất tiêu cái mặt của mình luôn rồi nè. Đây là của anh Khanh và bên công ty Win Media nha mọi người. Công ty mà đang hỗ trợ hai đứa mình rất là nhiều. Cảm ơn anh Khanh đã tặng cho hai đứa mình một chiếc thuyền, ý nghĩa là thuận buồm xuôi gió mọi người. Cảm ơn rất là nhiều nha anh ơi, với là mọi người trong team Win nha. Hẹn thêm quà của anh Lê Quốc nha mọi người. Cảm ơn bạn Lê Quốc từ An Giang lặn lội xuống tới Cần Thơ để chơi với hai Trung và Sen Đá nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn đây là món quà cực kỳ chưa bí ẩn của bạn Phúc Nhọn. Của Phúc nha mọi người, của em Phúc. Em Phúc cũng đến từ An Giang luôn nha mọi người. Rồi mấy bạn cũng lặn lội đường xa xôi tới chơi với Trung và Sen Đá. Wow, thấy cơn chưa? Một ông thần tài. Đây mọi người, cảm ơn Phúc rất là nhiều nha. Tiếp theo là một món quà quá trời ý nghĩa, quá trời đặc biệt luôn nha mọi người. Cái này là của Phúc Vinh nha mọi người. Phúc Vinh này là tự làm, tự mua Sen Đá, tự đặt cái này lại làm luôn. Cảm ơn bé Phúc Vinh nhiều nha. Đây là món quà tiếp theo của em trai mình, em trai Nguyễn Nhật Linh. Mừng anh và Sen Đá khai trương Hồng Phát. Cảm ơn em trai của anh rất là nhiều. Đây là món quà của Hiền Trang TV. Cảm ơn hai em rất là nhiều nha. Cảm ơn Trang với Quyền đã lặn lội đường xa tới đây nha mọi người. Ngoài ra thì còn rất là nhiều hoa và quà của mọi người nữa. Hai đứa gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Nếu mà bữa khai trương có sơ sót thì mong mọi người bỏ qua nha.